Mỹ nữa mà để hát nhạc Tây. Không phải, quý vị, thầy hát sát nhạc cũng bò leo rào nữa, nhưng mà với một cái tốc độ lẹ hơn em gì. Tôi cũng nghĩa là gì, mình đáp hỏi mình không bị trì trệ nha. Rồi nó chỉ lẹ hơn chút xíu thôi. Bảy tám là thơm thơm em. Ừ, cứ nhớ bảy tám là thơm thơm. Rồi, ready chưa? Ready nha. Ờ, nhà thầy với là nhà cô Bảy ở 610, nhưng mà mấy anh phó binh nhớ nhà tôi ở cuối chân trời Bel Air mà. À, nhà tôi ở cuối góc 610 mà cuối đường Bel Air, làm ơn pháo vô đạn biết tên từ nhiều nha. Lâm sửa lại chút xíu nha quý vị. Rồi sau đây xin mời quý vị các bạn thưởng thức nhạc phẩm Chuyện Vàng Thiên Lý. Oh,